Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay baby của tôi xin giới thiệu cho cả nhà một siêu phẩm về xe, mẫu xe MV Agusta nha. Mẫu xe này thì nếu như tính ở thời điểm hiện tại, chỉ có đếm trên đầu ngón tay số người Việt Nam sở hữu được em nó, vì trị giá của em nó lên đến 1,5 tỷ đồng. Và ngay bây giờ đây, ngay ở thời điểm này thì đã có dáng xe mô phỏng cho em bé đây. Dáng xe ba bánh như thế này sẽ giúp cho em bé đi sẽ được vững chãi hơn, dáng xe cân bằng tốt hơn nha. Ghế ngồi thì thiết kế rộng rãi, có thể dành cho hai em bé ngồi một lúc. Xe chịu tải đến 50 kg nha. Bây giờ thì mình sẽ khởi động nguồn và hướng dẫn chi tiết cho các bạn nhé. Đây là dáng xe dùng chân ga nha. Mẫu xe này em bé chỉ cần ngồi lên và nhấn chân ga ở đây thôi, xe sẽ chuyển động nhá. Rất là đơn giản. Bây giờ bắt đầu. Phím đầu tiên là chúng ta cần bật là phím nguồn nha. Đấy, các bạn thấy rằng là đèn pha có này, đèn bánh xe là có này. Bây giờ thì mình sẽ test các tính năng nhá. Nhạc này. Đây là còi nhá. Có rất là nhiều bản nhạc để mua ở trong này nhá. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào phần thân của nó. Sẽ có nút nghỉ này, stop này. Lúc này thì phím này thì các bạn có thể cho em bé ngồi vào đây và bật nhạc cho em bé nghe thôi. Xe sẽ không tiến vào đùi, rất an toàn cho em bé. Khi em bé muốn lùi xe, nhấn lại phím back để cho xe lùi nhá. Còn forward, xe sẽ tiến lên nhá. Đây nhá, các bạn để ý hai chiếc gương xe này. Và tiến lên một tí nữa chúng ta hãy quan sát tí cái đèn pha nhá. Đèn pha này phát sáng luôn này. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Đèn pha này phát sáng luôn này. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem sang cái đèn xi nhan phía đằng sau của xe nha. Thiết kế cực kỳ chi tiết luôn. Đây ạ. Đây là bộ xích líp này. Chúng ta có nhìn thấy không ạ? Nhà sản xuất đang thiết kế mô phỏng cái phần xích líp phía bên dưới kỹ càng luôn. Một lưu ý quan trọng là ba mẹ hãy nhìn đây nha. Đây chính là vị trí sạc nhá. Xe sẽ kèm sẵn củ sạc rồi, ba mẹ hãy cắm trực tiếp vào đây. Cái mẫu xe này nó là hai động cơ nên rất là khỏe, có thể dùng cho hai em bé, và bên trong của nó là ắc quy 12V7Ah nha. Dòng ắc quy to có thể giúp cho xe chạy được lâu hơn. Xe này thì được bảo hành 2 năm chính hãng tại BT Global, và mua hàng chính hãng thì tại đây nha.